Số phận bi đát của các hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp Thị, phần 1. Ô Lạp Na Lạp Thị là một trong những họ cổ xưa nhất của người Hải Tây nữ chân, có nghĩa là người họ Na Lạp xứ Ô Lạp, ám chỉ đến dòng họ Na Lạp Thị trị vì Ô Lạp. Trong Hải Tây nữ chân, đây là dòng dõi lâu đời nhất, do là hậu duệ trực tiếp của Hổ Luân Quốc. Ô Lạp cũng còn gọi là Ô Lạc, nay là khu vực gần sông Tùng Hoa, thuộc khu Long Đàm, thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm. Chữ Ô Lạp có nghĩa là ven sông. Phỏng chừng đây chính là lý do khu vực này trải dài ven sông Tùng Hoa, dần thành tên gọi riêng. Đây là dòng dõi gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất các thời phong kiến Trung Hoa, cùng với Nũ Hổ Lộc Thị. Nữ nhân Ô Lạp Na Lạp Thị trong lịch sử ghi dấu sâu đậm qua những mẫu nhi thiên hạ, trải dài ở các triều đại khác nhau. Tuy nhiên họ đều có chung số phận vô cùng bi đát. Hãy cùng mật ngọt điểm qua cuộc đời của họ nhé. Thanh Thái Tổ Đại Phi, Hiếu Liệt Vũ Hoàng Hậu Ô Lạp Na Lạp A Ba Hợi. A Ba Hợi xuất thân Ô Lạp Na Lạp Thị, danh tiếng của Hải Tây nữ chân. Cha bà là Bối Lạc Mạn Thái, thủ lĩnh của bộ quốc. Năm vạn lịch thứ 29, năm 1601, A Ba Hợi kết hôn với Nỗ Nhĩ Cáp Xích khi vừa tròn 12 tuổi. Bà trẻ tuổi lại có nhan sắc nên trở thành sủng thiếp của ông. Năm vạn lịch thứ 30, năm 1603, Đại Phúc Tấn thứ 3 của Nỗ Nhĩ Cáp Xích qua đời. A Ba Hợi được lập làm Đại Phúc Tấn, còn được gọi là Đại Phi. Bà lần lượt sinh cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích 3 người con trai, A Tế Cách, Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạt. Cả ba người con đều rất được Nỗ Nhĩ Cáp Xích thương yêu trọng dụng. Khoảng năm 1620 đến năm 1625, ông đã giao chính hoàng kỳ cho A Tế Cách và Đa Nhĩ Cổn, một nửa tư hoàng kỳ cho Đa Đạt. Cả hai kỳ vốn chịu sự quản lý trực tiếp của Đại Hán. Niềm vui chưa được bao lâu thì có người ám hại tố cáo với Nỗ Nhĩ Cáp Xích rằng A Ba Hợi và con trai thứ Đại Thiện của ông có tư tình với nhau. Chuyện này cuối cùng cũng được làm rõ, minh oan cho A Ba Hợi, nhưng vẫn khiến Nỗ Nhĩ Cáp Xích xa lánh A Ba Hợi suốt một năm dài. Khoảng thời gian ấy, bà vẫn luôn làm tròn chức trách, hiền thục ôn nhu khiến Nỗ Nhĩ Cáp Xích siêu lòng, ông lại sủng ái bà như trước. Năm Thiên Mệnh thứ 11, năm 1626, Nỗ Nhĩ Cáp Xích lâm bệnh nặng khi đang ở bên ngoài, di ngôn muốn Đại Phi tuẫn tán. Sang ngày 12 tháng 8, tức ngày 30 tháng 9 dương lịch, tứ đại Bối Lạc gồm Đại Thiện, A Mẫn, Mãn Cổ Nhĩ Thái và Hoàng Thái Cực chủ trì, tuân theo di mệnh của cha bức ép Đại Phi tuẫn tán. Có ý kiến cho rằng cùng với Đại Phi A Ba Hợi, còn có Đức Nhân Trạch cũng bị ép tuẫn tán theo. Đại Phi A Ba Hợi mất năm 37 tuổi, khi ấy con trai thứ hai của bà là Đa Nhĩ Cổn chỉ mới 15. Căn cứ theo Xuân Pha Đường Nhật Nguyệt Lục của Triều Tiên, Nỗ Nhĩ Cáp Xích lâm bệnh từng di chúc cho Đa Nhĩ Cổn kế vị, mệnh Đại Thiện phụ chính. Thế mà khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích qua đời, Đại Thiện liền ủng hộ Hoàng Thái Cực kế vị, do đó không thể không bức chết Đại Phi A Ba Hợi để cướp ngôi Đa Nhĩ Cổn. Qua cách lý giải này, có thể thấy được đương thời không phủ định sức ảnh hưởng của A Ba Hợi, cùng việc Đa Nhĩ Cổn rất được Nỗ Nhĩ Cáp Xích yêu thích. Bằng cách cho A Ba Hợi tuẫn tán, rõ ràng Hoàng Thái Cực đã ngăn chặn khả năng kế vị của Đa Nhĩ Cổn. Và điều này được cho là nguyên nhân khiến Đa Nhĩ Cổn về sau bất chấp chuyên quyền để đòi lại công bằng cho mẹ. Năm Sùng Đức thứ 8, năm 1643, con trai A Ba Hợi là Duệ Thân Vương Đa Nhĩ Cổn làm nhiếp chính cho Thanh Thế Tổ Thuận Trị Đế, con trai của Hoàng Thái Cực. Càng về sau, Đa Nhĩ Cổn càng khuếch trương quyền lực. Vào năm Thuận Trị Nguyên Niêm 1644, đã giúp nhà Thanh thu phục Bắc Kinh, được Thuận Trị Đế gia phong làm Hoàng Thúc Phụ Nhiếp Chính Vương, quyền khuynh thiên hạ. Bằng quyền lực của mình, tháng 8 năm Thuận Trị thứ 7, 1650, Đa Nhĩ Cổn truy tôn mẫu thân A Ba Hợi của mình, thụy hiệu là Hiếu Liệt Cung Mẫn Hiến Triết Nhân Hòa Tán Thiên Lệ Thánh Vũ Hoàng Hậu, đưa vào thờ phụng trong Thái Miếu. Bà và Mạnh Cổ Triết Triết là hai vị đại phúc tấn duy nhất của nhà Hậu Kim được phong thụy hiệu hoàng hậu dưới thời nhà Thanh. Sang tháng 12 năm ấy, Đa Nhĩ Cổn đột ngột qua đời, được Thuận Trị Đế truy phong là Nghĩa Hoàng Đế, miếu hiệu là Thành Tông, tang lễ được cử hành như của hoàng đế.
Con dâu bà Đích Phúc Tấn của Đa Nhĩ Cổn là Bát Nhĩ Tế Cát Đặc Thị, cũng được truy tôn làm Kính Hiếu Nghĩa Hoàng hậu. Đây là gia đình thân vương nhà Thanh duy nhất được hưởng vinh dự truy tôn đế hậu. Đây có lẽ là niềm an ủi lớn nhất đối với Ô Lạp Na Lạp A Ba Hợi. Thanh Thái Tông Kế Phi Ô Lạp Na Lạp Thị. Kế Phi Na Lạp Thị là người tộc Ô Lạp của Hải Tây Nữ Chân, là con gái của Bối Lạc Bát Khắc Đa, em trai của Bối Lạc Bố Nhan. Năm thứ 37, Na Lạp Thị sinh hạ trưởng tử của Hoàng Thái Cực là Hào Cách. Năm thứ 39, Na Lạp Thị sinh tiếp con trai thứ hai là Lạc Cách. Năm Thiên Mệnh thứ 6, ngày 12 tháng 3 âm lịch, bà sinh thêm Cố Luân Ngao Hán công chúa, trưởng nữ của Hoàng Thái Cực. Về sau, công chúa được gả cho Ban Đệ, người tộc Ngao Hán của Mông Cổ để kết mối ban giao. Từ đó, sử sách không còn bất kỳ ghi chép nào về vị kế phi Ô Lạp Na Lạp Thị. Đến khi Hoàng Thái Cực kế thừa tước vị Đại Hãn năm 1626, cũng không thấy truy phong bà. Theo lời đồn, Hoàng Thái Cực lúc này đang vô cùng cưng chiều Mẫn Huệ Cung Hoàng Nguyên Phi Hải Lan Châu như trứng mỏng. Suốt ngày chỉ nghĩ cách để làm Hải Lan Châu vui, rêu rao khắp thiên hạ rằng Hải Lan Châu là viên ngọc trên tay người, bãi miễn toàn bộ nghi lễ trong cung. Hải Lan Châu không cần phải quỳ trước bất cứ ai, kể cả Hoàng Thái Cực. Có thông tin cho rằng kế phi Ô Lạp Na Lạp Thị mất mãn bởi sự độc sủng của Hoàng Thái Cực dành cho Hải Lan Châu, nên đã gọi Hải Lan Châu đến để khuyên răn. Tin đồn đến tai Hoàng Thái Cực khiến Ô Lạp Na Lạp Thị thất sủng. Cộng thêm việc Hải Lan Châu bị mất con trai vào năm 1638, Hoàng Thái Cực đau xót không thôi. Trùng hợp thay, lúc này có người dân sớ cho rằng bát tự của kế phi Ô Lạp Na Lạp Thị tương khắc làm hoàng bát tử đoản mệnh. Ông ngay lập tức hạ lệnh phế bỏ tước vị hoàng hậu, cho xóa toàn bộ thông tin về bà trong lịch sử, đồng thời nhốt bà vào biệt cung không cho gặp ai. Kế hậu Ô Lạp Na Lạp Thị oan ức phát điên rồi chết trong biệt cung, không rõ bà mất năm bao nhiêu tuổi. Có người cho rằng Ô Lạp Na Lạp Thị đã bị lên kế hoạch ám hại nhằm loại bỏ gia tộc của bà ra khỏi hậu cung nhà Thanh vì mục đích chính trị sâu xa. Một nữ tử yếu đuối bỗng chốc trở thành quân cờ bị vứt bỏ, than ôi thật chua xót thay.